Thưa quý vị và các bạn, hệ thống đường gom cao tốc Hà Nội-Hải Phòng được đi vào khai thác đã nhiều năm. Thế nhưng hiện nay, tình trạng nhiều đoạn đường gom đã bị xuống cấp khá nghiêm trọng do những chiếc xe quá khổ, quá tải gây ra. Thực trạng này diễn ra đã lâu, nhưng địa phương lại chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại tỉnh Hải Dương. Đây là một điểm đường gom tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng qua địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Những vệt bánh xe tải vẫn còn in vết trên mặt đường. Cả một tuyến đường chỗ lồi, chỗ lõm, thậm chí là nứt toác. Mặc dù có biển hạn chế tải trọng là 8 tấn, thế nhưng những chiếc xe chở vật liệu xây dựng vẫn hoạt động trên hệ thống đường gom dân sinh. Tình trạng là cái đường người dân ở đây rất là khó khăn, nhưng mà đường xá đi lại này lại càng thêm là khó khăn nữa. Đấy, đường nó lầy lội và nó khó đi, thế ảnh hưởng đến sự giao thông, đấy, ảnh hưởng đến người dân. Do đâu ạ? Nói chung là do các cái xe là quá khổ quá tải đi lại nhiều, đường nó trong nhanh hỏng, chủ yếu xe cát. Liên quan đến câu chuyện này, đại diện phòng kinh tế và hạ tầng thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Bình Giang xác nhận có tình trạng xe quá khổ quá tải lưu thông trên tuyến đường gom cao tốc. Song về mặt quản lý, đơn vị này phủ nhận việc liên quan. Liên quan nắm bắt thì chắc có một vài điểm là cũng có một số hiện tượng. Tuy nhiên là cũng sẽ huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên môn của huyện và công an huyện là sẽ kịp thời để xử lý. Đấy, liên quan đến việc bong chóc một số điểm, những báo cáo là tuyến đường này thì là hiện nay là Sở Giao thông Vận tải Quản lý Nhà nước và giao cho công ty cổ phần cầu đường bộ Hải Dương quản lý duy tu bảo dưỡng. Đấy, rồi nằm trên địa bàn huyện Giang thì về phía phòng chuyên môn cũng tham mưu cho văn huyện là thường xuyên nắm bắt và thấy được những cái điểm mà nó xuống cấp thì cũng là thông tin báo cáo sở. Đại diện đơn vị này cho biết thêm, tại các vị trí xuống cấp hư hỏng đã được đơn vị bảo trì đường gom cao tốc Hà Nội Hải Phòng sửa chữa. Tuy nhiên, một thời gian sau thì tình trạng xuống cấp lại tái diễn. Còn đại diện đơn vị quản lý vận hành đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết, đối với các tuyến đường gom đi qua các địa phương có đường cao tốc đi qua, đơn vị đã bàn giao cho chính quyền địa phương từ năm 2016. Vâng, đối với các cái tuyến đường gom dọc theo tuyến đường cao tốc Hà Nội Phòng thì V5 đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải bàn giao cho các cái địa phương trên tuyến. Thế thì hiện tại thì đối với cái tình trạng xuống cấp của cái đường gom thì trách nhiệm này theo tôi nó thuộc cái đơn vị quản lý bảo trì và đơn vị của các cái tỉnh trên cái dọc cái tuyến đường cao tốc ở phòng, ví dụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương thì nó là trách nhiệm thuộc ban duy tu và thuộc Sở Giao thông Vận tải. Theo như phòng kinh tế hạ tầng huyện Bình Giang và công ty quản lý khai thác cao tốc thì đơn vị quản lý ở đây là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương. Thực tế thì mỗi ngày những chiếc xe chở vật liệu xây dựng vẫn tiếp tục phá nát một số điểm trên tuyến đường gom cao tốc Hà Nội Hải Phòng qua địa bàn tỉnh Hải Dương. Còn Sở Giao thông Vận tải tỉnh này thì vẫn không hay biết.